Hà Linh Thư và đến từ thương hiệu Hà Linh Thư. Tôi muốn đưa cái bản sắc của một cái người Việt Nam và một cái người châu Á vào trong những thiết kế của mình. Và phong cách của tôi đấy là sự thanh lịch và hiện đại. Cộng thêm một cái yếu tố nữa mà tôi luôn luôn giữ, đó là yếu tố phương Đông. Nói về Á Đông thì không có nghĩa rằng là chúng ta đang bị hiểu rằng là với những cái khuôn khổ, mà bản thân phương Đông của chúng ta cũng là một cái miền đất mà đầy sự tự do và sáng tạo. Cũng như là văn hóa phương Đông cũng là một cái văn hóa mà đã ảnh hưởng rất lớn tới thời trang những năm gần đây. Một trong những người nghệ sĩ mà ảnh hưởng đến tôi lớn nhất và cảm hứng lớn cho cái bộ sưu tập này, đấy là nghệ sĩ pop ảnh Nhật Bản Aoya Koshima. Tham gia Việt Nam International Fashion Week là một bộ sưu tập mà nó có rất là nhiều thú vị, có những cái sự đột phá nhiều hơn trong cái phong cách thiết kế của tôi. Chủ đề là xuân hè, chính vì thế mà những thiết kế của tôi nó rất là bay bổng. Nhưng mà những cái điểm nhấn đấy chính là những cái hình khối, những cái màu sắc, và có những cái màu sắc rất là tươi sáng. Ví dụ như là color block cũng là một cái biểu trưng về nghệ thuật pop art. Nó sẽ là một cái sự tưng bừng, vui vẻ như là những cái cuộc chơi của mùa hè. Oh, no.
were moving was clear now. Without wanting it, without even knowing it, we were becoming a gang. Becoming a gang.
сосед. Мы соседи не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ trên sân khấu bộ sưu tập Oriental Crazy Dog Freedom từ Hà Linh Thư, Việt Nam. Ladies and gentlemen, Oriental Crazy Dog by Hà Linh Thư from Vietnam. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Trên sân khấu hôm nay có bé Táo là con gái của nhà thiết kế Hà Linh Thư. Models.